xin chào tất cả anh em. Thì cuối cùng thì ngày 10/4/2024 thì Phong đạo sĩ cũng đã chính thức open vào lúc 10 giờ. Thì server anh em đang xem đang là server 5 nha anh em. Có thể anh em nhìn thấy hơi mờ là do cái mình chỉnh cái cấu hình của giả lập của mình nó hơi hơi mờ vậy nè. Rồi thì đối với Phong Ma đạo sĩ thì nhân vật đầu tiên là nhân vật thiên sư. Thiên sư thì anh em có thể chọn từ cả nam lẫn nữ. Thì mình cũng không biết là cái Phong Ma đạo sĩ này nó giống như là của thằng VTC hay không anh em ơi. Nói chung là hình ảnh mình để cái này nó hơi mờ rồi anh em ơi, hơi mờ. Mình nhớ chứ có hình cũng hơi cao, mình để nó cao mà ta. Rồi, nhân vật thứ hai là nhân vật nữ thần. Ở đây mình không thể xem được là nó đi cái đường nào nha. Chỉ có là chơi xong mới biết thôi anh em ơi. Nữ hồn thì cũng có nam và nữ, vũ khí là cầm, thiên ma cầm. Rồi, nhân vật thứ ba là phương sĩ. Phương sĩ là nhân vật pháp sư. À, cũng đi đường đi coi con đường nói chung là pháp sư nha, đi đường pháp thuật anh em bắt. Thì anh em cũng có thể lựa chọn con đường anh em đi. Nếu mà cái game này giao dịch không, sau này khi mình up cái thằng Long Thần thì mình sẽ chuyển sang cái game này chơi anh em. Ồ, nhân vật thứ ba có dùng súng nữa nè anh em ơi. Sung tiêu. Cái thời này thì cũng giống như gọi là gì ta, bến Thượng Hải đúng không? Qua hai mờ anh em ơi. Lựa chọn cái nào giờ ta? Không biết. Để mình coi nữ được coi. Mình thì chủ yếu thích nhân vật đẹp thôi anh em ơi. Đấy, mình thích nhân vật đẹp thôi, mình chơi con nữ của thằng phương sĩ này đi. Rồi. Ok, vào thôi anh em ơi. Có cái đầu lâu trên đầu kìa anh em ơi, cái đầu lâu to hơn cái đầu của nó nữa anh em ơi. Ở đây thì mình sẽ không nói cái vấn đề giặt lắc đâu nha anh em. Cái nhất mình chơi trên PC, cái thứ hai là anh em chơi trên điện thoại. Và cái thứ ba nữa là game nó vừa ra ngày hôm nay thôi. Mà đang là server 5 cho nên là mình cũng không có chắc chắn được cái điều gì là game có giặt lắc hay không. Trừ khi là anh em chơi xong, anh em trải nghiệm xong rồi anh em comment bên dưới cho mình thử mình biết như thế nào anh em. Coi game này nó có giặt lắc hay không nha. Mình biết anh em ơi. Thì nói chung là vô game thì bây giờ đang là 10 giờ 10 phút nha anh em. 10 giờ 10 phút thì game này của thằng Vlay anh em ơi. Vlay chứ không phải của thằng VTC. Lúc đầu mình cũng không qua đội sĩ nó mới ra, mình nhìn mình cứ tưởng đâu là của thằng VTC không à. Ấy da, rồi điệt không? Không. Lúc đầu mình cũng tưởng đâu nó là chuyển thể làm lại của thằng ta là đội sĩ xuất quan mà hình như ý chang luôn anh em ơi. Cũng là y chang luôn á. Mình nhớ hình như ta là đội sĩ xuất quan mới vô cũng đi gan vậy đó anh em, cũng quẹo qua quẹo lại vậy anh em. Đó. Để coi nạp đầu thì ưu đãi server. Đây thì mình cũng giống như là ta là đạo sĩ xuất quan, không biết cái game này như thế nào thôi, mình không biết có phải hay không thôi. Lâu quá nên nói chung là nghĩ thằng đạo sĩ xuất quan mấy năm rồi anh em ơi, cũng không nhớ được mới vô sao nữa. Đấy, nói chung là cũng có mấy con cân thi nữa nè. Chơi 10 phút tặng ngay VIP. Thi thể bộ mặt tím đen, thi độc nhập thể, tiếp qua không lâu liền sẽ phát sinh thi biến. Thi độc âm hàn như vậy, nơi đây tới cuối đấu thi vương, đợi ta dò xét một phen. Chà chà, giống lắm anh em ơi, y gan như là ta làm sinh đã chỉ xuất quan, chắc là cũng làm lại anh em ơi. Mình không biết là cái game này nó giao dịch theo hỏi nào. Nội tông với nhà cổ cuối làng. Bán vàng nó mới vô nó tặng vàng hay không. Nếu mà có là vô sân boss là biết liền anh em. Trước tiên em nhìn thấy này nhận được nó chung là bạc, không phải là vàng. Tu của em. Nói chung là bạc.
Mấy cốt truyện này không bỏ qua được nha em, nó không có cốt truyện bỏ qua. À, hú hồn cái hồn còn nguyên. Con ma gì mà to vậy ta? Ma thì cũng quan sát cũng là người chết thành sao mà to thế. Liêu chai, một cái tính năng đầu tiên được gọi là gì đây? À, kết duyên. Ồ, kết duyên xong tăng được mười mấy, 9k mấy hả ta? Nghe. À, VIP 6 không đồng có nghĩa là chắc là mua VIP 6 nó trả, hoàn trả đó em ơi. Sau 6 ngày mới hoàn trả thì bà mẹ nó. Game mình hoàn trả thì ghê vậy trời. Tao 3 ngày tao hoàn trả chưa thấy gì, bị mua tới 6 ngày giam giống mẹ tao rồi, cũng có như không anh em ơi. Chứ mua cái VIP 6 chính là chỗ giam giống mẹ rồi, 6 ngày mới trả người ta thì 3 ngày tao thấy bà luôn rồi, giống người ta không biết nó chính luôn, là chỗ pho tượng phía trước. Nhắn vô thử coi. Nó đang tải tài nguyên vậy nè, nói chung là đang tải tài nguyên. Xe vài cái nè mày. Xe xong chưa? À nào mày, tao có sợ mày đâu. Là hướng này. Ta nghe thấy âm thanh kỳ quái. Tạ ơn, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Ta sẽ cùng xuất chiến, tăng hiệu quả tiêu diệt kẻ địch của ngươi. Mình nhắn cho VIP 6 cộng đồng rồi, nhắn nãy giờ 2 lần rồi đó đặt. Để coi đặc quyền đầu tư cái gì nè. Cái này thì anh em nhìn thấy nè, của mình nhớ hồi BTC lúc đó là ăn cái này là ra vàng nè, sao ăn này nó ra bạc nè. Hay da nạp. Chuyển 2 là cái vũ khí này cũng rất là bé anh em ơi. Thôi kệ nó đi, bỏ qua này đi. Để coi quý tộc mua, mình cũng không biết là cái giá của nó là bao nhiêu, nhưng mà mua 999 vàng. Cái này thì mình tạm thời chưa biết cái giá nạp nó bao nhiêu. Tối mù, phải thắp dẫn hồn đăng lên để soi đường đã. Đúng. Nạp đầu 6LB. Ồ, cái này nó nạp mình trực tiếp luôn anh em ơi. 6LB là nhiêu tiền ta? Cố mà. Là 20. Kêu tao về, tao sợ quá. Đúng rồi. Sao vậy? Xong rồi đó hả? À, nói chung là mời thằng anh em, cái này gọi là thỉnh thằng nha. Đánh không lại rồi đâu, thỉnh thằng. À đây thằng có nhận nhận nè. Sao toàn là bả không vậy ta? Game này xài xu, xài bả, xài vàng. Xem đam giới mất. Game này sao ta không thể duy trì hình thái này quá lâu, chỉ có thể mượn nhờ thân thể ngươi. Nhưng chưa có gì hết. Hình như nó đang ở làm cái hình ảnh 2D. Để tí nữa mình có chỉnh lên 3D được không em? Cái loại game này là chắc chắn là 3D chứ 2D đâu. Chơi bởi cái game này đạo trưởng quá. Nhảy tới nhảy lùi trong mặt gì vậy? Quá nhiều cốt truyện. Thỉnh thần nhập thân thoát lục đạo, ngũ hành thần thông diệt thi vương.
Nói chung là biến thành chỗ này Hà tự động. Coi như các ngươi có chút bản sự. Mặc dù quỷ vương đã diệt, nhưng sự tình chỉ sợ vẫn chưa kết thúc. Huyết tế nằm đó ở Cố gia chắc chắn có liên quan tới Thất Tình giáo. Mình không biết cái chữ này tự động lên là đánh hay là xuống. Chỉ có đường tử chạy thoát, Thiên Hồ giáo trở lại Thất Tỉnh Quan Hồn, rốt cuộc là muốn gì? Bật tắt gì nhá. Lót mắt mà hơi chậm hay nè. Nó đang tải tài nguyên luôn á anh em. Tại vì chơi tới đâu nó tải tới đó luôn. Mới cái lời vợ này mà nó bị lót mắt luôn. Vô rồi. Tốc độ tải của nó là không mơ trên bit luôn kìa. Không mơ bit trên dây luôn. Tải file mới một. Chơi tới đâu nó tải phải bạn tới đó. Tải bản đồ tới đó luôn anh em à. Đầu game nó phải vậy đó. Ung kinh rộng lớn. Tạp mà cái thằng này không biết nó nằm hoàn tải nằm chỗ nào thôi. Nó y gan mà giống ra là đạo sĩ chức quan thế nào. Ô trời, mình không nhớ, không để ý là cái chỗ con ngựa nó chạy tới chạy lui luôn. Con ngựa này chạy nghe cái tiếng gì xấu. Con lừa. Rất là giống chúng ta là đạo sĩ chức quan nha. Nói chung là bối cảnh thời gian của họ nó biết cái game có giống hay không mà. Quá wow. Gã hung tàn nha cường. Vậy mà nghe nói quầy thịt heo của hắn còn trộn lẫn thịt người đó nha. Đúng rồi anh em, cái này chắc là đã làm trang bị thủ hộ kinh nghiệm mạch vô thường, nhận thêm 30% kinh nghiệm tăng thêm. Cái chỗ này là quán đường chính nè. Quán đường chính chỗ này là làm các hoạt động xong là các hoạt động là về đây hết. Mở thiên nhãn có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thể nhìn thấy. Mấy ngày trước Mạnh Gia gửi cho ta hộp. Mạnh Gia nói không được mở. Cái gì? Hộp thơm nghe ở gần sân. Khá là giống luôn cái chỗ này là sau này là quảng trường chính luôn đó anh em ạ. Bởi mình nhớ người ta là đại sĩ chức quan. Đạo trưởng chừng bước. Nhìn cái cây cầu này mình còn nhớ là cái thời lúc mình còn trẻ còn nhỏ nè. Ở chỗ mình cũng có cây cầu sắt giống vậy á. Còn này còn sắt. Sau này nó mới làm cầu bê tông rồi mới dỡ cái cầu sắt ra. Mấy anh em thật kìa, tầm 2k thì ít vừa nãy cái người với người nhà họ. Nó tưng này không biết nó có bản quyền không đây ta. Quan hồn sung hỉ. Chợ quỷ trong chiền thiết. Nhưng mà cũng lạ. Cái này là lừa anh em ơi. Hình ảnh mờ quá ta. Mình để cấu hình nó chạy. Hệ thống là... mỗi sức đã mở. Thu thập mỗi sức re, chiến lực tăng mạnh 4 luôn mà sao mà ảnh nó mờ. Trong cài đặt quá. Mạch làm nhiều việc. Ủa cài đặt hả ta. Ngài đến tham gia tiệc cưới chủ. Ôi. Ít nhiều gì cũng nhớ lại mấy cái này cũng giống giống luôn anh em. Hôm đánh chưa nó vô sao nhanh quá. Mình tìm cái để mình chỉnh cái cấu hình lên chút xíu coi nè, chỉnh đồ họa lên cho đẹp chút xíu coi. Ép người quá đáng.
cái vũ này sau này sẽ là ba con thằng đúng không? Đang là 2D nè. Này mình để mình vô mình tìm cái nè. Cái cài đặt chỗ nào ta? Nó đây sao? Đó. Cài đặt chụp ảnh. À để thử nè Nam ơi, đồ họa tốt nhất. Để thử xem. Ở đây có chữ thoát lắc, xóa tài khoản, chuyển đổi nhân vật. Rồi, mình sẽ để cấu hình đẹp đẹp chút ở cái phần đồ họa đâu ta? Hình như không có đồ họa anh em ơi. Ủa cái phần đúng rồi, phần 3D á. Đây cấu hình cũng có 2D à. À để coi xuống đây nữa coi anh em. Ảnh cấp VIP của bản thân luôn nè. Từ chối thêm bạn, nói chung là ảnh được VIP luôn. Đường xa xa xôi. Nói chung là hình ảnh đã rõ hơn tí xíu rồi đó anh em ơi. Hình ảnh rõ hơn mà hình như còn có dấu hiệu gân cưa đúng không? Nó hơi có dấu hiệu gân cưa để cho nó giống cái thời ngày xưa hay sao. Trên mấy cái hình này cũng có gân cưa nữa. Quỷ yêu kinh hải. Đấy, cũng có quần gân cưa. Đoạn hồn lĩnh hoặc à hình như tới đây thì bị vô boss gì đó anh em ơi. Ê, chúng ta có duyên. Có duyên thì ta gặp lại, hết nợ hết duyên thì ta bye bye. Thượng cổ thần binh, tăng cường chiến lực, đối địch bất khả chiến bại. Trời ơi, nhận được cái kiếm là thượng cổ thần binh. Nghe nói thầm level 54 của nó nghe anh em, cũng nhanh lắm nha anh em. Đấy, 56 nó lên vèo vèo luôn. Ôi, mỏi. Phệ yêu mê cảnh đã mở, hoa ải có thể mở khóa yêu kinh cực phẩm. Yêu kinh cực phẩm. Anh em nào bây giờ hôm nay chơi cái này nữa, sau này tháng sau mình có lỡ có chơi cái này thì anh em chỉ mình cách chơi với nghe nè. Mới vô lên cái gì thì ngày đầu tiên mình mà quay trở lại á, thì anh em nhớ là hướng dẫn mình cách chơi với nghe nè. Tại vì mình chưa có chơi cái game này được đâu, anh em chơi trước thì anh em nhớ hướng dẫn mình là được. Cảm ơn. Chứ anh em đừng nói ừ tôi đại ông đại ông tới này mà tôi đấm ông vài phát. Nói đại tôi đại ông gặp số qua tới đi, tôi chơi số qua đầu, tôi đại ông gặp số qua tới tôi đấm ông sắp mặt. có chứ nói mấy cái game nào mà có mấy ông YouTube mà theo nè, theo là mấy cái game đó nó đông kinh dị lắm. Game nào không vậy? Không, từ khi tiếp nhận. Quả nhiên là chia sẻ ít 7. Người coi ve là gì? Thời gian biến hành của nó bao nhiêu giây ta? Chắc cũng tầm 10 giây anh em ạ. 1 2 3 4 5 6. Rồi thời gian biến thành của nó là 20 giây. Tuấn Kiệt. Quỷ lĩnh đạo hữu, hãy cùng ta cảm thi, đưa các cô nương về nhà. Nhưng mà chiêu hồn phiên của ta gãy rồi, không thể cản thi được nữa. Mới vô nó cản thi sớm quá ta, làm mà mình vậy nó có trừ mình lượt không ta? Nếu mình đi cái này là mình để cái ngày sự kiện nhân 2 mình đi, chứ bây giờ đúng ngay chỗ này là nó trừ mình một lần là thấy. Đâu mà kéo lần ba con như vậy. Kéo lần ba con ma đi luôn mới ghê.
Sao nãy giờ lâu tới boss quá ta. Nói chung là có thuốc ép nè, có hộ tống nè, nói chung là nhiệm vụ nghe anh em. À, phải yêu mê cảnh một. Có thể để mình vô mình ăn coi boss boss này nó có ghê vàng không ta. Cũng chưa biết cái game này nó giao dịch cái gì đây để coi. 1280 mình mới có 1.300, chắc là giao dịch bằng bạc đó anh em ơi. Giao dịch bằng bạc nó cũng có thể lắm, mà đây cũng có vàng nè. Đấy, đây là nói chung mọi người ra sách, nói chung là sách danh thiếp. Danh thiếp mình có 0 cái bạc. À bạc mình có 15 bạc, cái nào ta? Chắc là cái này quá. À cái này mua cái đời chỉ mua được một lần là cái con này anh em, bạch vô thường. À bạch vô thường. Cái game ta là đạo sĩ xuất quan thì con bạch vô thường mua không được, không biết bạch vô thường này như thế nào đây không biết. Không, cái con này chắc là con ép quá à. À đúng là ép anh em ơi, 3100 ép nè. Lên nó trước cái đi anh em ơi, đợt mình tiểu đi từng gặp ngươi không phải hôm. À mình quên cái con nó bán trong phong động không ta, để vô coi coi ta nó có cái là xui lắm anh em ơi. Tranh mua 99 tộc quyết rồi sao đây, mở miễn phí hả? À mở miễn phí nhận được vàng nè anh em ơi, để coi phải không ta. 40 vàng nữa nè, phải không? Sao chưa lên vàng ta? À chắc là cái mệnh giá của nó là 40 vàng anh em ơi, còn mua là 20 vàng mà cái giá trị của nó bằng 40 vàng đó anh em ơi. Chứ không phải là mình mua lên mà lên đâu, nó để cho nó dụ mình đó. Chơi chiêu dạng mà game mình chơi chiêu á anh em. Ô ba nó để một vàng, vàng mình tưởng nó là vàng, bây giờ mình mua xong rồi tốn một phút vàng chứ không phải mình được vàng. Đạo hữu, khiêu chiến tam thi cổ lầu có thể nhận được nhiều kinh nghiệm. Chết bà rồi, vô lần ép nữa rồi. Đạo hữu có thể thử tham gia tổ đội, hiệu suất kinh nghiệm tăng lên gấp đôi. Trời ơi, mày đợi tôi vô rồi nè. Để coi à. Cấp VIP hả? 99 vàng, 999 vàng, không biết cái giá là bao nhiêu ta. Dùng 999 vàng mua vĩnh cửu VIP 6, xác nhận thử coi. Là thấy vàng không đủ vàng. Ủa cái này nó sao ta? Vàng gì ta? Ủa con này đánh xa quá anh em ơi. Không biết nó xa bằng súng không ta? Đây xây không được, nó chỉ xây được có 2D5 thôi. Không biết cái nút chuyển xây chỗ nào ta? Đây có nút khóa nè. À nhắn đi trường mở. À, vậy là chắc nó chưa trừ lượng mình đâu anh em ơi, 81 lên 87 chắc là chưa trừ lượng đó ha. Giống như là cái thử nghiệm vô vậy đó anh em. Có nha. Lúc chơi cái game Long Thần BK anh em ơi, cái hoạt động nó nhiều quá luôn. Tới thiệt anh em mình chơi giờ này mình còn buồn ngủ luôn á. Bà nội cha nói cái gì đâu mà từ lúc 12 giờ có nha. Giờ chưa tới bây giờ lúc á. Trước có một chiếc xe đỡ rồi đó anh em, nó đỡ là nó trùng vết bánh xe vẫn còn nè. Chứ nó mà không trùng hoạt động nó thiệt với anh em quả là nó mà về cái hoạt động lại đúng luôn ha. Là nó thiệt với anh em. Không có giờ nào anh em nghỉ được hết á. 12 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 5 4 rưỡi, 5 giờ. À, 5 giờ 6, 7 giờ, 7 rưỡi, 9, 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ. Gần hết luôn cái hoạt động trong ngày luôn. Làm nó thiệt anh em buồn ngủ, chịu không nổi luôn á. Kinh lắm. Cái hoạt động nó quá trời hoạt động luôn mà anh em ơi. Mà nó không mở nhiều sự kiện như một số game anh em ơi. Nó mở cái sự kiện chán quá. Nhưng mà đỡ cái thì ai cũng phải chịu gan vậy chứ. Cho nên là nhiều khi nó có chán thì cũng phải chơi. Nói chung là vượt ải anh em ơi. Để đây đi. Hai mình năng lực chiến cái này, mình năng lực chiến mình mới có 18 vạn là người ta 180k thôi. Để coi tăng đào hành. Đào hành đây. 5k2. Tăng sủng.
tăng thú cưỡi. Kệ, mới vô mình đăng cái này sớm sớm đi anh em, các anh em đi làm hoạt động đánh quái rồi nó nhanh lắm. Kích hoạt quyển thiên thư đầu tiên à, còn thứ hai tháng sau nữa. Tăng cấp đạo thuật, à cái này là cái gì đây ta? Sát thương cố định, sát thương cố định, giảm sát thương cố định, sát thương cố định cường hóa. Từ ơi, có hai phát nó hết mẹ rồi. Dạ báo thưởng. Đang tải lắc nè, hình như nó chưa mở sự kiện hay sao anh em ạ? Nó bản đồ nó bị vấn đề á. À nói chung là cái này mở tính năng rồi, đừng nhận thưởng anh em ạ. Trăm kỳ ép là sao ta, có nào mình sẽ sử dụng lộn không? Bình kỳ thư để đây đi anh em, sử dụng sao không biết, có phải là đi mua giấy ép hay không, mà ép lúc này cũng đang yếu lắm, lỡ mà phải mua giấy ép là lỗ chết luôn. Tăng tọa kỵ, rồi nói chung là tăng lên được 31 dạng rồi. Cho coi thư này có gì đây, được có hai thư xu. Chỉ chức Hoang Sơn mộ địa đã mở ra, đánh bại thi vương có thể nhận được trang bị đỏ cực phẩm. Để coi đánh boss nó có gây vàng không nghe nè. Nhưng mình nhớ là ta đạo sĩ sĩ quan thì đánh boss vàng đó. Treo cái boss này cực lắm. Ồ nó đánh nó không có âm thanh gì hết ta. Nó sẽ tự động bày đội, tính năng tự động bày đội sao anh em ơi. Nếu mà nó có vàng thì nó cũng tặng mình không nhiều đâu, tặng vài lần đầu. À, nhiệm vụ đi vô đánh ra. Đâu, bà nó ca nó ghen. Ha, 50 vạn là 500k đó anh em ơi. Lên đánh con boss cái khỏe lên liền, cơ thể sẽ được tăng sức, tăng sức đề kháng lên liền. Không đi. Để coi vô ép luôn coi anh em, lượng cấp cho nhanh anh em ơi. Cuối đời nhà Thanh nha nè, tình hình là chắc đời nhà Thanh quá, lên VIP 2 rồi à, phải không ta? Ngày sau đăng nhập tặng VIP 3. Vậy là tạm thời là VIP 2 rồi nè bạn. Tặng vũ khí à, còn khoảng 13 phút 9 giây nè. Này chắc mới biết 1 quá. Trời ơi đánh có 5 con mà lâu không nội mẹ luôn.
nào được chiến cao quá, nó đứng đó, nó chặt chặt mẹ rồi. Chiến biết nó có thay đổi gì ha, nó cũng có phần giống giống như thằng ta là đại sĩ sứ quan thôi anh em ơi. Anh em nào đang chơi ra đại sĩ sứ quan thì comment cho mình biết có phải không nghe nè. 10 bạc, 100 bạc. À cái này phải nạp anh em ơi. Ê, cái gì? Nãy giờ mình chắc hết bạc quá. Thằng gián cái gì đây dùng. À gúc. Nó mô gì đó. Ủa. À dân hương, dân hương. Còn 4 lần nữa. Nó mô gì đó Phật. Thôi xong đi. À mua không linh phù là sao ta. Nói chung là mấy cái này là phải mua đó anh em ơi. 800 bạc anh em, 800 bạc mới coi chiến lực tăng vọt. Để coi mua bằng gì ta. À. À. Cái này gì đây ta? Trang sức hả? Trời ơi, trang sức cái này. Ủa vậy là cái này nó bán bằng bạc luôn hả ta? Vàng vàng luôn, nói chung chỉ có cái bán bạc thôi. Mấy cái mà nó bán bằng bằng bạc là nó dụ anh em. Nó dụ anh em dính bẫy. Đánh ta cũng không biết. Mình test mình đi test cái này đâu fan đi anh em. Minh Sủng tế đạt đã mở, mau đến bảo vệ dị sủng đi. Giao dịch này các anh em cài được anh em, chắc cài được á. Khiêu chiến được á. Nhận được nhiều nguyên liệu tăng cao dị sủng. Quỷ dịch. Giờ mình thấy con ma mà cái đầu cái mỏ nó kìa. Ma xấu. Rồi để cho nó đánh đi, mình tăng lực chiến tiếp anh em ơi. Có lực chiến thì đi hoạt động nó nhanh giống gì hết á. Chứ sao thì không lẽ mình để cho nó, mình để cho nó đánh một giờ thôi đó. Mở kỹ năng mới kìa, 41k. Có xe nữa nghe anh em, nói chung là cái này cũng có xe đồ anh em. Thì nó đánh thì chắc chắn qua rồi, đầu game mà quái níu xìu mà. Cung thằng. Có kỹ năng. Cứ lên cấp vào vèo 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 là mình chịu. Trong ngày hôm nay mình cắt cần cái cấp thôi, mình lên nhanh để mình xem cái tính năng của nó thôi anh em ạ. Mau xin gia nhập bàn phái cùng mọi người tiêu diệt thi vương đi. Chúng ta à, đều không phải người. Có nhiệm vụ ngày rồi đó anh em ơi.
Thì nãy giờ anh em xem cái này rồi, hoặc là anh em nào chơi rồi thì cho mình cái cảm nhận cái game này vậy nè. Để sau này như thế nào anh em chơi đông hay không. Còn mình thì mình chưa có chơi giờ đâu nha. Còn nữa sao? Đang làm nhiệm vụ ngày nè. Cái gan luôn anh em. Nó lấy bối cảnh cũng khá giống ha. Cái này lấy bối cảnh tập phim mà cái cô gái cái tập phim mà cái cô gái mà nước ngoài về nè. Thời ngày xưa mà đi từ nước này sang nước kia chắc một lần đi chắc cũng mấy tháng anh em ha. Với làm sao mà đi về nhanh được. Với lại hồi đó tàu thuyền hồi đó cũng tốc độ cũng đâu có nhanh đâu mà dường đại Tây Dương phải dễ nè. Cái thời đó cái con tàu Titanic mà nó bị chìm đó nè. Mình bỏ đi, không mình không khiêu chiến nữa đâu. À vượt, nói chung là bắt buộc phải vượt tầng anh em ơi, nhiệm vụ ngày đi. Làm nhiệm vụ ngày trước. Tầm khoảng lên vào 150 là mình sẽ tạm ngưng được rồi anh em. Tới đó thì nó cũng đã mở tiệm rồi, mở sớm hơn rồi nên mình coi nó mở chưa. Ban sủng liễn khí nhân vật cũng chưa có mở luôn anh em ơi. Gán úp anh em ơi. Lục cục. Game này mình đảm bảo ngày đầu chắc có 10 triệu. Đảm bảo anh em. Mình đi qua, mình đi làm nhiệm vụ như vậy là mình biết cái game này thế nào cũng có người 10 triệu. Mấy cái game này ngày đầu anh em nạp tầm 1 triệu thôi, mình đảm bảo là lấy top liền. Ngày đầu đấy nạp triệu thôi. Mà không có top 1 anh em, nói chung là nằm trong top đầu, không nằm trong top đầu, nằm trong top được chiến cao. Tiệm quá hình nữa kìa. Anh em mà lên trên đây anh em chơi game, anh em rảnh anh em lên kiểm tra mấy cái này nè, để coi mốc nạp của nó sao đây ta. Nạp 60 vàng, giá như ta 6 linh phù. Rồi anh em để mình tra cái game này thử coi nó cái giá nạp của nó như thế nào vậy nè. Phong ma đạo sĩ mình vô nạp tiền anh em mình coi. Anh em đợi tí nha nè. Cái này gọi là nạp ong nha nè. Ông thì biết cái móc nạp của nó là bao nhiêu để mình vô ông mình nạp thử rồi nè. Vô nạp ông không biết nó có chiếc khấu chiếc gì không, mình xem thử thôi anh em ơi. Thì nói chung là nạp thì anh em nạp 45k thì anh em sẽ được 425 ông. Ví dụ như anh em nạp 100k thì sao ta,
À 90k thì anh em sẽ được 850 ông. Thì từ ông mình mới chuyển sang ở đây mình coi trong game đó mà cái gì ta? Là bơi đúng không? Hình như là bơi đúng không anh em? Để coi, đúng là linh phù. Từ ông mình mới chuyển ra linh phù anh em ơi, mình không biết là linh phù nó đổi nhiêu để mình coi anh em. Không mà đồ sĩ. Rồi như vậy đây anh em. Nếu mà 85 ông hồi nãy mình nói nhiêu ta được 85 ông ta. 85 ông thì được 3 linh phù, 170 ông thì sẽ được 6 linh phù. Như vậy anh em tính đây, 340 608. 85 ông. Thì anh em tính vậy nè anh em, 6 linh phù thì bằng 170 ông mà 90k thì nó bằng 850 ông đó anh em. Để coi mình như vậy là 90k thì anh em sẽ được 30 linh phù anh em. 90k thì anh em sẽ được 30 linh phù nha. Đó giờ mình tính vậy đi, 90k được 30 linh phù anh em, để mình vô phần nạp xem thử coi. 90k thì được 30 linh phù này. Nó có nghĩa là 90k thì anh em sẽ nạp được cái mốc 300 vàng. 300 vàng hả ta? Như vậy là anh em phải 300k anh em mới lên được VIP 6. 300k đúng luôn anh em. Tại vì 270k thì anh em sẽ lên được cái lên được VIP 6 nha anh em. Thì anh em nạp là anh em sẽ được 300 vàng, được 6. Đúng rồi, được nạp một lần được 300 vàng, 3 lần thì 900 vàng, và 900 vàng để coi thằng VIP thì lên bao nhiêu ta? Như là 980 đúng không? Anh em vô con VIP không đồng thì anh em nhắn mua là nó hiện lên là 990 luôn anh em ơi. Vậy là 300 mấy anh em ơi. 300 mấy tầm khoảng 330.000 gì đó thì anh em sẽ lên được VIP 6. Còn cái chuyện này nó tặng VIP hay không thì mình cũng không gành lắm nghe nè. Để coi VIP tộc VIP thì như thế nào đây. VIP 2, VIP 3, VIP 4. Cái này là cái gói không đồng anh em, cái gói không đồng, nếu mình coi gói không đồng thì mình mua 999 này. 6 ngày sau hoàn trả thì trong cái gói không đồng nó sẽ có cái gì? Trước tiên mình sẽ kiểm tra nghe anh em. Trước tiên là cái đầu tiên thì nó sẽ hoàn trả là 100% vàng đúng không? Đấy, 100% vàng. Cái tiếp có cái thứ hai là tăng thêm đầu tư có mà thằng, nói chung là mua thêm 999 vàng được cái này. Tính ra thì nói chung là mặc dù là lên là 300k thiệt, nhưng mà mua xong cái này nó trả lại thì cũng đỡ đi nè, nói chung là đỡ vốn phần đó đi. Còn cái này là quỹ siêu như là to kỹ đó nè, này to kỹ nè, 160 mấy k đó, quý tộc không đồng. Nói mình mua cái này nó chắc nó thưởng chung với cái này nè em ơi, nè viết chọn đời vô số độc quyền, nói chung mình mua mà chắc mình mua cái này nó sẽ thưởng hết cái này luôn nè, trong những cái phần quà này nè, cộng thêm 30% ép nữa nè đó. Còn cái thẻ tôn quý thì sao ta? Thẻ tôn quý thì 680 vàng nha. 680 vàng thì nó sẽ bằng 200k. Rồi cái thẻ này thì 30 linh phù thì nó bằng 90k nha. Thẻ này thì bằng 90k. Còn cái đặc quyền này đầu tư, nói chung là cái này đầu tư lấy vàng anh em, đầu tư lấy vàng. Ủa sao nó đầu tư đây vàng mình đây nó cũng không khóa nè. Nó cũng không có khóa này mà. Rồi một cái vấn đề nữa là mình chỉ chờ thôi, chờ xem coi nó có giao dịch như thế nào thôi anh em ơi. Để coi có nhận không? Thấy được một số bạc rồi. Nói chung là mấy cái bạc này nếu mới nó giao dịch được thì cài lon được. Game này chắc là nó giao dịch bằng bạc đó anh em ơi, chứ không phải bằng vàng đâu. Nhắn vô cái giò này nó không chuyển nữa nè. Để mình coi cái nữa cái giao dịch nó ra cái gì nữa là ngon rồi anh em ơi. Còn đây là cái gói không đồng này nè. Nó ví dụ như không đồng thì mua cái gì? Cái đầu tiên mình đã mua rồi, cái đầu tiên thì mình mua anh em có vàng thì anh em sẽ mua cái này. Mua cái này là trả hoàn trả liền, trong vòng ngày sau là trả liền nè anh em. Đó, một ngày sau là nó sẽ trả lại cho anh em 580 vàng.
Tôi coi cái bói sức này như thế nào đây. Coi bói sức này 6 ngày sau mới trả anh em ơi. Anh em mua cái gói không đồng là hết mẹ tiền rồi. 500k anh em nạp 500k thì mua được cái gói này nha. Nói chung là nạp 500k là đầu game thì anh em không tăng được nhiêu cho vàng của anh em bị dơ, bị giam vốn nơi đó rồi. Thôi xong nhiệm vụ đó anh em. Vượt ải để coi thiên sư chuyển 2 hả? Nhận phần quà chiếc chiến lực một lần. Đâu đây hả? Tăng sao? Ơi còn nữa ta, để coi. Cái đó là cái phần sau đó anh em ơi. Phần sau chứ không phải phần nằm trong nhiệm vụ. Tuần phó quan nói đúng, ngươi còn nhớ pháp thuật. Cái tọa kỵ thì phải là B nè. 7 ngày. Khi thất tinh quay lại, hồ tiên nương nương sẽ đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Anh em chơi cái game này nên chú ý với cái gói ngài nha. Mấy cái đó anh em mua anh em sẽ có lợi đó. Đừng có nạp trực tiếp. Nạp trực tiếp nó không bằng, không lợi bằng mấy cái nạp ngài đó em ơi. Mình nạp ngài vừa được vàng, vừa được vàng nhiều mà vừa được thưởng đó. Như Lai thần chữ. Lót mắt cũng hơi chậm nha. Phong ấn phá hư. Chuyện chức kích hoạt một chuyện mục tiêu hả? Chưa đạt điều kiện anh em ơi, vượt tầng 15 anh em ơi. Đó bắt buộc phải vượt cái tầng 15 nữa anh em ơi, cái game này nó cũng dài dòng quá. Cái khúc này thì anh em cứ nét qua đi nghe nè. Khúc này sẽ làm mất thời gian của anh em lắm. Ở đây nó có phần nạp hàng ngày anh em để coi. Nạp hàng ngày thì coi nạp tích lũy. Nạp tích lũy thì sao đây ta? Thử tích lũy đây coi. Đây là mấy cái mốc nạp nhận này. Nạp nạp 300 vàng. Ủa cái gì đây? Có kỹ năng mới à? Đủ anh em ơi. Rồi cái này để đây đi. Ở đây ốc nạp đúng không? Nạp tích lũy. Còn đây nạp 600, 900. Cái này là 300 ngày đồng anh em nạp. Tới đây là 1 triệu rưỡi rồi nè. Tới đây là 1 triệu rưỡi đó. Okay. Chà còn dài dữ vậy ta. Nói chung là khá là dài anh em ơi. Ủa cái này nạp tính ra vàng hả ta? Ví dụ như 300 vàng là bao nhiêu ta? Để thử coi. 0 xem được. Ví dụ như nạp anh em nạp mấy này anh em lấy linh phiếu à? Linh phù. 6 linh phù. Cái này mày nhanh cái tay lên. Để coi. Anh em nạp. Nói mà anh em đạt được cái mốc 300 vàng nha là anh em phải tốn 100k đó nè. Vậy là
bình quân là nằm 1 triệu chứ được có 3 cao vàng. Đã tại vì đạo trưởng ra đây cứu giúp. Tới đây chưa thấy nó mở tiệm mở tiếp gì chân vậy ta. Phong ấn cấm trận đã bị phá, võ tân lại bị trúng độc. Người đến từ Mao Sơn có thể giúp chúng ta sửa chữa phong ấn, tiếp tục trấn áp sát thành không? Ôi, làm mấy cái nhiệm vụ này tham gia 3 lần lượng đạo đài hạ tử quyền linh tham gia ban để coi. Ôi, tham gia ban để coi xin nhanh coi. Rồi, ok nè, tham gia ban là xong nè em. Đó, để coi mấy cái nhiệm vụ này à. Tham gia 3 trận lận đạo đài, thằng nào cao nhất? Cao nhất là trên đây quá. Nói chung là cái này là nhiệm vụ anh em ơi, làm cái nhiệm vụ mà chuyển sinh căng lắm anh em. Cái gì mà khỏe quá vậy ta. Anh em thấy, anh em thấy kỹ năng trưởng tinh chưa anh em? Nói chung là cái game này đánh từ xa đánh thấy cũng đẹp ha. Vô cũng véo 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 véo. Ồ, cái thằng này, cái con này là từ xa nó trưởng nha, trưởng nguyên bàn tay tới anh em. Cái game này mà làm hoạt động YouTube review rồi anh em, review đánh nhau là đẹp cực kỳ luôn. Hạ ba cũng tiền viên vậy. À, ba em boss. Vô. Cái chuyện gì chứ, cái chuyện hạ boss thì rất là dễ anh em ơi. Tầng 1 chắc là miễn phí quá. Tầng 1 chắc là free. Con này nó sắp ra rồi, đi cho nó gần đi. Đầu nó ra rồi. Cái con này nó đi mà giờ mình thấy cái dạng nó đi mà mình tự tựa như nó điệu thì sao á em. Coi nè. Ta là 8. Trời ơi, người ta đầy hết trơn mà mình có nhiêu chứ, có nhiêu đây thôi. Lên con, lên cao cao, lên con, đúng rồi, 7. À, lên đây. Châu thế. Cái tàn này chắc là chung với năm sát thương 50 nè. Sát thương thứ nhất gọi để thử thủ sát cái gì. Ban thưởng trước 50 thu hoạch được đúng về thằng giờ đứng lóc nhóc lóc nhóc lóc nhóc lóc nhóc à. Ừ, có thưởng anh em ơi, mình tưởng nó không có chứ. 1 em thứ 2 anh em ơi, chủ yếu cho xong ra nhiệm vụ làm cho nó đỡ nhanh anh em ơi, hơi đâu mà đứng đợi đứng đón. Thì bố này thì mỗi ngày nó cũng cho anh em bạc anh em ơi, cũng có chứ không có đâu. À, 8 anh em ơi, ngày 8 được bố anh em ơi. Đã dùng 2 phát rồi. Lôi nhồi lóc nhóc rồi anh em ơi. Cái game này à, đầu game mình đảm bảo với anh em là nó lên cấp nhanh lắm anh em. Lên lượt chiến chứ. Ở đây chưa sử dụng tới cái điểm này nè. Điểm này không biết bao nhiêu điểm. Rồi, ok, xong. Đi tìm hiểu. Super quẩy, 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 quẩy. We'll be right back.
coi, chưa biết cái giao dịch bằng cái gì nữa anh em ơi. Đạo thực thần long có chợ rồi, chợ này anh em ơi. Yêu cầu ở đây anh em có thể là hỏi mua. Ô game này giao dịch là khỏi nói, ok luôn anh em. Anh em là dân cài vô đây là khỏi nói luôn, không có cái gì bàn cãi nữa. Còn không bán này, đấy ví dụ ở đây mình bán thử cái này coi, lên đơn giá coi, thích bán hai cái, ô oh yeah luôn, được cái này, đấy bán giá cao hơn tí nữa coi, lên cài mát 999. À ok luôn anh em ơi, game này anh em bài bán game này là phê luôn anh em ơi, giao dịch tự do, chuyển vàng chuyển bạc rồi được luôn anh em ơi. Này bán bằng vàng nghe anh em, bán bằng vàng nghe, đây bán bằng vàng luôn, bán bằng vàng vậy là game này giao dịch anh em khỏi nói rồi đó. Ok rồi đó anh em ơi, để tiếp tục coi, để xem cái nhiệm vụ. Cái game này mình có chơi là ít gì sau này mình mới chơi được anh em, chứ không phải chơi liệt liền đâu. Mình đang chơi game kia, mình đầu tư cái game kia là một số tiền rất là lớn đó mà anh em ơi. Đầu tư game kia gần cả trăm triệu rồi, đâu phải giỡn đâu. Mà anh em biết trăm triệu gì không? Trăm triệu lượt chiến á. Đã lâu không gặp nha. Trần. Rồi như vậy là cuối cùng thì game cũng đã biết được rồi, game này giao dịch tự do rồi đó anh em ơi. Còn những cái vật phẩm cao cấp như thế nào mình cũng chưa có mở được cho mình không biết nè. Nhưng mà nói chung là cái game này cũng giống như đạo chỉ chức quan vậy đó anh em ơi, na ná vậy đó. Còn sau này cái game này thì tạm thời mình thấy là nó không có đánh, ví dụ như nó không có tặng vàng, trước tiên là nó chưa có tặng vàng, chỉ tặng bạc cho mình thôi nha anh em. Nó chỉ tặng bạc, ví dụ như là đồng sinh túy nói. Còn vàng thì mình chưa thấy. Cho nên mà biết mình có cài vàng là chắc anh em cài mua bán, còn cái chuyện kiếm đồ kiếm đạt thì chắc có thể là anh em kiếm thôi, còn giao dịch thì mình cũng không biết sao anh em. Chuyện đó thì phải chơi lâu mới biết, còn thứ mà chơi tiếng mấy hộ như mình thì không thể nào có thể khẳng định được cái game này là sao anh em. Cho nên là mình phải đợi cái mình đợi là mình đợi anh em chơi rồi vài ba ngày rồi anh em quay trở lại cái clip này, anh em thông báo cho mình biết là cái game này chơi vậy là hay vậy đó sao đó thì ok nè. Mình thì mình không biết. Rồi mình sẽ xóa cái này, mình sẽ gửi bang luôn em. Khi ta vào bang thì không ai hay biết, khi ta nghỉ rồi cũng chẳng ai biết ta. Bang đâu, bang đây, làm sao mà đi rời bang lãnh địa. Thoát luôn đây, mình đi thoát luôn đây em. Có lẽ bang này không phù hợp với ta, cho nên là ta sẽ gửi ta tìm một cái bang khác. Rồi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha em. Rồi sau khi xem xong video thì anh em cũng đã thấy cái game này rồi đó, thì anh em có đánh giá như thế nào ngày ok thì anh em comment bên dưới cho mình biết chứ nghe anh em. Thì nói chung là game này thì cài là cài được rồi đó, nói chung là mình thấy là giao dịch thì tự do, nhưng mà mình thấy vàng nó cũng không có tặng vàng như game ta là đạo sĩ xuất quan hay là ăn boss thì có được vàng rồi đó anh em. Thì vật phẩm của nó là bạc thôi, còn mình cũng chưa có cái gì hết trơn á, để mình sắp xếp thứ này. Nói chung là chưa có cái gì để mà gọi là hết. Thì đương nhiên mấy vật phẩm đầu tiên này thì nó tặng thì đương nhiên nó phá hết rồi, mình sẽ không nói nhiều nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha.